Hôm nay mình sẽ cùng ứng dụng móc mẫu họa tiết tròn để làm lót ly hoặc là mình làm túi cho bé. Ở đây mình sẽ sử dụng hai màu, đó là màu hồng nhạt và màu hồng đậm hơn. Rồi, mình sẽ bắt đầu bằng vòng tròn ma thuật. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật, đưa lên vào lòng bàn tay. Quấn hai lần lên vào ngón tay. Ở đây mình sẽ dùng kim móc 3.5 mm. Rồi, mình sẽ đưa kim vào cả hai cọng len, kéo qua, rút qua để tạo được cái vòng ma thuật. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên hai bính. 1, 2. Mình sẽ thực hiện 10 mũi kép vào vòng. Mũi kép quấn vô lên một lần, kéo vào vòng, rút qua hai lần. Một mũi kép. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Mũi kép thứ tư. Mũi kép thứ năm. Mũi kép thứ sáu. Mũi kép thứ bảy. Mũi kép thứ tám. Mũi kép thứ chín. Mũi kép thứ mười. Mình có tổng 10 mũi kép và 3 bính lúc đầu nữa. Ở đây mình có tổng 11 mũi. Đây mình có tổng 11 mũi. Sau đó mình rút vòng lại với sợi dây ngắn rút lại. Rồi mình sẽ trượt vào chân bính thứ ba. Ở đây mình sẽ trượt vào đây. Một mũi trượt. Kéo qua. Rồi, đến hàng thứ hai, mình tiếp tục thực hiện một bính. Mình sẽ thực hiện mỗi chân ở hàng trước 2 mũi đơn. Ở tại chân bính này, mình xem một bính này như là một mũi đơn. Mình thực hiện tiếp một mũi đơn nữa vào tại chân bính. Tiếp tục chân tiếp theo mình thực hiện 2 mũi đơn. Mũi đơn đầu tiên, mũi đơn thứ hai. Rồi lần lượt mình sẽ thực hiện những chân tiếp theo 2 mũi đơn. Chân tiếp theo 2 mũi đơn. Mũi đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai. Rồi mình sẽ thực hiện lần lượt mỗi chân 2 mũi đơn. Sau khi đã thực hiện mỗi chân 2 mũi đơn đến cuối hàng, mình sẽ trượt vào cái chân bính đầu tiên. Ở đây, trượt vào đây. Một mũi trượt. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên một bính. Mình sẽ thực hiện tăng một mũi và một mũi không tăng. Mũi tăng đầu tiên, mình móc một mũi đơn vào chân bính đầu tiên. Tiếp tục, chân tiếp theo mình không tăng, mình sẽ thực hiện một mũi đơn. Chân tiếp theo này mình tăng, mình sẽ thực hiện 2 mũi đơn. 1, 2. Chân tiếp theo mình không tăng, mình thực hiện 1 mũi đơn. Chân tiếp theo mình tăng, mình sẽ thực hiện 2 mũi đơn. Rồi mình sẽ thực hiện lần lượt. Tăng 1 mũi, không tăng, tăng, không tăng. Có nghĩa là mình sẽ thực hiện 2 mũi đơn chung một chân và 1 mũi đơn vào một chân. Mình thực hiện hai một mũi tăng, một mũi không tăng, là 2 mũi đơn chung chân và 1 mũi đơn vào một chân. Mình sẽ thực hiện đến hết hàng. Sau khi đã thực hiện đến cuối hàng thì mình tiếp tục trượt một mũi trượt vào chân bính ở đầu. Chân bính ở lúc đầu mà mình đã thực hiện lên một chân bính là mình sẽ trượt vào đây. Một mũi trượt, kéo qua. Tiếp tục hàng tiếp theo mình sẽ lên tiếp một bính. Rồi ở đây mình sẽ thực hiện mỗi chân một mũi đơn. Chân tiếp theo này mình sẽ thực hiện một mũi đơn.
Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Mình sẽ thực hiện lần lượt mỗi chân một mũi đơn cho đến hết hạn. Rồi sau khi đã thực hiện đến cuối hàng, mình lại tiếp tục trượt vào chân mũi bính đầu tiên mà mình lên lúc ban đầu. Trượt vào đây, một mũi trượt. Rồi, tiếp tục, ở hàng tiếp theo mình lại lên một bính. Mình coi một bính này như là một mũi đơn. Mình tiếp tục thực hiện một mũi tăng tại đây. Mình thực hiện một mũi đơn vào chân bính này. Tại chân bính, một mũi đơn vào tại chân bính. Tiếp tục, chân tiếp theo mình thực hiện một mũi đơn. Chân tiếp theo cũng thực hiện một mũi đơn. Chân tiếp theo nữa mình sẽ thực hiện hai mũi đơn. Chân tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi đơn. Chân tiếp theo mình thực hiện một mũi đơn. Có nghĩa là mình sẽ thực hiện tăng và hai mũi không tăng. Tăng và hai mũi không tăng. Mình sẽ thực hiện hai mũi tăng và hai mũi không tăng. Rồi các bạn sẽ thực hiện lần lượt cho đến hết hạn. Rồi sau khi đã thực hiện đến cuối hàng, mình sẽ trượt vào cái chân bính đầu tiên lúc mà mình lên, trượt vào đây. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên cho mình 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ lên 5 bính. Rồi, ở đây mình sẽ kéo vô này dài dài một tí, bỏ ra. Rồi, các bạn sẽ đưa kim móc vào tại cái chân bính này luôn. Nối vào cho mình len khác màu. Đây mình sẽ nối vào len màu hồng đậm hơn. Các bạn kéo qua. Và cũng lên cho mình tại đây 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại chân 5 bính màu hồng nhạt. Mình kéo lên, kéo sợi dây qua. Mình kéo sợi dây màu hồng nhạt lên phía trên. Rồi, các bạn sẽ thực hiện một mũi dời vào cái chân mũi đơn tiếp theo. Mình sẽ thực hiện một mũi dời vào cái chân mũi đơn tiếp theo. Thực hiện mũi dời vào đây. Thực hiện một mũi dời vào đây, một mũi trượt vào. Rồi, sau đó mình lại tiếp tục lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, mình bỏ cái sợi màu hồng nhạt ra. Mình lấy cái sợi màu hồng đậm lên. Lấy cái sợi màu hồng đậm lên. Tiếp tục mình kéo sợi hồng đậm cho nó nằm lên trên. Rồi, mình sẽ trượt vào cái chân tiếp theo, một mũi trượt. Cái chân mũi đơn tiếp theo, một mũi trượt. Rồi, mình lại tiếp tục lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mình kéo sợi màu hồng này ra. Kéo ra. Rồi, mình sẽ kéo cái sợi màu hồng nhạt lên. Đưa sợi hồng nhạt lên. Tiếp tục trượt một mũi trượt vào cái chân tiếp theo. Mình sẽ thực hiện một mũi trượt vào chân tiếp theo. Trượt qua. Tiếp tục lên 5 bến. 1, 2, 3, 4, 5. Mình bỏ sợi hồng nhạt ra. Mình đưa sợi màu hồng đậm lên. Mình lại tiếp tục trượt vào cái chân mũi đơn tiếp theo. Trượt vào đây. Một mũi trượt. Rồi mình lại tiếp tục lên 5 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Mình bỏ sợi màu hồng đậm ra. Mình đưa sợi màu hồng nhạt lên.
Rồi mình sẽ trượt một mũi trượt vào chân tiếp theo. Mình lại lên 5 bính. Rồi mình lại đưa cái sợi màu hồng đậm lên. Mình lại trượt vào chân mũi đơn tiếp theo, một mũi trượt. Kéo qua. Rồi mình lại tiếp tục lên 5 bính. 1 2 3 4 5. Rồi, mình lại đưa cái sợi màu hồng nhạt lên và thực hiện lần lượt như vậy cho đến cuối hàng. Rồi sau khi đã thực hiện đến chân cuối cùng, mình sẽ kết hàng và dấu chỉ. Ở đây mình cũng còn một mũi nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy lên cộng chỉ màu hồng nhạt, trượt vào cái chân cuối cùng này. Rồi tới đây mình gút lại luôn, gút lại cắt chỉ, gút lại mình cắt chỉ. Rồi tiếp tục còn cái cọng màu hồng đậm này, mình sẽ trượt vào chân của cái màu hồng đậm ở hàng ở đầu hàng nè các bạn. Mình sẽ trượt vào đây, mình sẽ trượt vào chân màu hồng lúc bắt đầu nè. Mình sẽ trượt vào đây, trượt vào đây một mũi trượt. Rồi rút sợi qua, cắt sợi. Bây giờ mình sẽ dùng kim để mình khâu xuống phía dưới. Kim mình sẽ khâu xuống phía dưới. Đây, mình sẽ đưa vào cái mũi màu hồng đâm xuống. Mình xuống dưới đây. Rồi mình sẽ tiến hành dấu chỉ. Mình sẽ dùng kim này dấu chỉ luôn. Rồi mình sẽ thực hiện dấu chỉ lại. Đây. Dấu sợi vào đây. Mình sẽ thực hiện dấu sợi. Rồi mình sẽ lần lượt thực hiện tất cả những cái sợi dây này. Mình dấu sợi và cắt lại. Đây là thành phẩm của mình. Đây rất là đơn giản. Mình có thể dùng để lót ly, hoặc là mình có thể thực hiện thêm một mảnh nữa để mình làm túi cho bé. Rất là dễ thương luôn.